Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1261 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó Thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com Hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm Để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này nhẹ Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện rất là kinh dị khiến cho mẹ nhớ mãi không có quên. Tới giờ khi mà kể lại mẹ vẫn còn sợ. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Đó là vào năm 1991, thời điểm đó mẹ của bạn đang mang thai bạn các bạn. Thì mẹ kể rằng là căn nhà cũ của gia đình nội của bạn á là ở hẻm giáo sứ Nguyễn Duy Khang. Thì hồi đó khi mà gia đình nội ở đây á, thì nói chung á, là không có ai thấy gì cả, hoàn toàn bình thường luôn. Cho tới năm 1990 khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau á, mẹ mới về nhà bên đây làm dâu ha. Thì trong khoảng thời gian đầu mẹ cũng không thấy gì cả, ở rất là bình thường. Ban ngày á, thì hầu như mọi người đều đi làm hết, kể cả bà nội của bạn. Lúc đó thì ông nội của bạn đã qua đời rồi ha thì mọi người đi làm hết chỉ có mẹ ở nhà thôi. Mỗi ngày mẹ ở nhà là sẽ chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp với lại là nấu nướng đồ ăn. Rồi tới chiều là mọi người về ăn uống ha. Thì mẹ nói rằng là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhà nội của bạn á là dạng nhà giống như là nhà cấp 4 vậy đó, không có lầu nha các bạn, mà có một cái gác bà nội của bạn thì ở trên gác ha ở dưới đất thì phía gian trước là có một cái buồn ba mẹ của bạn là ngủ trong buồn này phía trước nữa thì chú út của bạn ngủ ở phía sau thì có nguyên một cái gian sau riêng biệt với lại gian trước ha thì gian sau này là do vợ chồng của bác ba của bạn ở đây còn vợ chồng bác hai của bạn thì ra riêng chứ không có ở chung nha các bạn thì mẹ nói rằng đó là thời gian đầu hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì hết nhưng mà cho tới năm 1991 nghìn thì khi mà mẹ của bạn mang thai bạn á thì lúc mà mới mang thai cũng chưa thấy gì nhưng mà trong cái thời gian đầu mang thai thì mẹ cũng có chút ốm ngán cho nên nó là trong người cũng hơi yếu ha thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là vào buổi trưa Thông thường á, là buổi sáng khi mà mọi người đi làm á, Thì mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa Rồi sau đó là mẹ sẽ vô ngủ trưa Khi mà ngủ trưa dậy á, thì mẹ sẽ nấu đồ ăn Để mà mọi người khi mà đi làm về ăn Thì cái ngày hôm đó sau khi mà dọn dẹp nhà cửa xong rồi á, Thì mẹ mới vô trong buồn, mẹ nằm, mẹ tính là ngủ trưa chút xíu nhưng trong cái lúc mà mẹ đang thiêu thiêu á thì tự nhiên á mẹ nghe có cái tiếng mở cửa buồn của mình. Thì lúc này mẹ mới giật mình và khi mà mẹ giật mình á mẹ nhìn ra ngoài cửa thì mẹ đã thấy có một người mà người này á là nữ nha các bạn, không thấy được gương mặt. Chỉ thấy được á, là cái người này mặc nguyên bộ áo dài mà áo dài hồi xưa giống như là nữ sinh thời xưa người ta mặc vậy đó. Rồi á là tóc của người này á thì phủ nguyên cái mặt luôn Cho nên nó là chỉ thấy tóc thôi chứ không có biết mặt ra sao cả Và khi mà mẹ nhìn thấy người này á là tự nhiên cái người của mẹ tê cứng cả Mẹ tính rằng hỏi ủa ai vậy ai mà vô nhà tôi vậy á Nhưng mà mẹ không hỏi được các bạn Cái miệng của mẹ là tê cứng mình mẩy tay chân là tê cứng ngắt luôn Thì lúc đó mẹ nghe cái người này cười nha Trong cái làng tóc á mà mẹ nghe người này cười, <cười> cứ cười hí hí vậy đó rồi lúc này á là mẹ biết là ma rồi cho nên mẹ của bạn á là không dền nữa mà mẹ mới nhắm mắt lại và mẹ đã niệm phật trong tâm nhưng khi mà mẹ niệm Phật như vậy á Mà mẹ vẫn nghe cái tiếng cười là như là không có tác dụng các bạn Cứ nghe tiếng cười và cái cơ thể của mẹ là cứ ngắt luôn Thì lúc này mẹ rất là sợ Cho nên mẹ của bạn á là đã ngất xỉu luôn các bạn Cho tới chiều ngày hôm đó khi mà bà nội của bạn đi làm về ha Bà nội mới vô Rồi á là bà nội không thấy mẹ đi ra rồi xong cái bà nội vô trong bếp cũng không thấy mẹ nấu nướng đồ ăn gì thì bà nội cũng thắc mắc tại vì bình thường mẹ của bạn giỏi dữ lắm mà sao hôm nay mẹ không nấu nướng gì hết mà cũng không thấy ra để mà chào bà nội nữa cho nên nó là bà nội mới lại buồn để mà kêu mẹ Mà mẹ lúc đó cũng không trả lời luôn Thành ra là bà nội cũng mở cửa buồn đi vô Và khi mà đi vô thấy mẹ nằm trên giường á Mà kêu hoài không trả lời Cho nên bà nội mới lại mới rờ lên người á Thì thấy mẹ của bạn á là bị sốt rất là cao Lúc này nội cũng lấy khăn lao mình cho mẹ ha Cho tới khi mà mẹ khỏe khỏe được một chút á Thì mẹ có kể lại cho bà nội nghe Là hồi trưa này con thấy như vậy như vậy thì khi mà nghe xong bà nội cũng thấy rằng á là ủa từ nào tới giờ á là bà nội ở đây là cũng nhiều năm lắm rồi nhưng mà trong nhà đâu ai thấy gì đâu mà sao tự nhiên hôm nay mẹ của bạn lại thấy như vậy. Thì lúc đó là bà nội nghĩ rằng có thể là do trong người của mẹ yếu rồi á là nhiều khi mẹ nằm mơ mẹ thấy bậy bạ thôi. Cho nên bà nội mới kêu rằng đó là thôi không mấy á là có gì á khi mà con ở nhà một mình á buổi tối con có thấy hay không? thì mẹ mới lắc đầu mẹ nói rằng không buổi tối con không thấy con chỉ thấy mới lần đầu là buổi trưa nay thôi thì nội mới kêu rằng đó là thôi thí dụ như nếu mà con ở nhà mình rồi con có ngủ chưa thì con lấy con dao con để dưới gói đi rồi á hả ngủ cho nó yên tâm cho nó ngon vậy đó ha nhưng mà sau đó là các bạn biết không mẹ của bạn cũng lấy dao để mà để dưới gói mà khi mà mẹ để dưới gói vậy ha là mẹ lại tiếp tục thấy cái cô đó nữa và kỳ này ha là đi song 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 lại ngay chỗ phía mẹ nằm Xong rồi là còn thò tay vô gói Lấy cái con dao ra Xong dục vô góc trong bụng Dục vô góc bụng cái Còn chửi mẹ rằng đó là Mày xài dao hả? Mày xài dao hả? Mày xài dao hả? Chửi như vậy đó Trời ơi sau đó đè mẹ quá trời luôn Mà mẹ niệm Phật đó là không có tác dụng nha các bạn Thì mẹ lại tiếp tục xỉu nữa Rồi là mẹ cũng kể cho bà nội nghe thì lúc này á khi mà bà nội thấy mẹ sợ cho nên nó là bà nội cũng thấp nhang bà nội khấn vái bà nội nói rằng á là cô cô thí dụ như có chuyện gì á thì cô báo mộng cho tôi biết hoặc là cô làm gì để cho tôi biết cô cho tôi thấy đi có chuyện gì á thì cô nói rồi tôi á là à làm được gì tôi làm chứ cô đừng có nhét con dâu tôi tại vì bây giờ con dâu tôi á nó đang mang thai trong người nó yếu lắm tội nghiệp nó có chuyện gì cô nói với tôi nhưng mà Mặc dầu bà nội của bạn vái rất là nhiều lần Mà bà nội lại không thấy nha các bạn không thấy Mà chỉ có mẹ của bạn thấy thôi Mẹ của bạn là cứ vài ngày là thấy một lần Vài ngày là thấy một lần Mặc dầu bà nội cũng có nấu cơm để mà cúng Nhưng mà mẹ thấy hoài luôn các bạn Làm như cái vong này rất là ghét mẹ Thì cái lần đó ha là đánh dỗ của ông nội của bạn Thì thông thường là khi mà nhà và có đánh dỗ hay tiệc tùng gì đó là bác hai gái hay về để mà phụ với lại gia đình nấu nướng ha thì thí dụ như nếu mà bác hai gái về á thì có bữa là bác sẽ về trong cái buổi sáng để nấu nướng rồi chưa mình cúng nhưng mà có lúc á là bác về trước một ngày rồi sau đó là bác sẽ ngủ lại buổi tối rồi sáng hôm sau là sẽ làm phụ để cúng vậy đó ha thì thông thường là như vậy mà mặc dầu hồi trước đó có nhiều lần á là bác về bác ngủ đêm ở nhà nội á thì không thấy nhưng cái lần này á là ngay cái đám dỗ của ông nội bạn thì bác hai mới dẫn con của bác hai về là anh của bạn lúc đó là tầm khoảng 4 tuổi thôi thì hôm đó là dẫn về sớm để mà chơi với nhà nội xong rồi tối hôm đó là bác hai mới trải chiếu rồi văn mùng á là ngủ ở phía trước nhà thì khi mà bác hai văn mồm ngủ ban đầu ngủ bình thường các bạn nhưng mà ngủ tới giữa đêm á thì bác hai mới mắc tiểu xong rồi á là bác hai mới dậy để mà đi ra phía sau đi tiểu ha và khi mà bác hai đi tiểu xong cái bác hai đi lên thì vô tình bác hai mới nghe tiếng động ở phía sau bếp cho nên bác hai mới say lại bác hai dòm khi mà say lại dòm thì bác hai thấy rõ ràng có một người mà cái người này á là nữ tại vì thấy rằng cái người này xả tóc dài thì ban đầu bác hai cứ tưởng là bà nội của bạn tại vì tóc của bà nội nếu mà không bới lên xả ra là cũng dài như vậy đó cho nên bác hai cứ tưởng rằng bà nội thì bác hai mới hỏi rằng là má má giờ này má không ngủ mà sao á má xuống đây là anh gì nhưng mà cái người đó lại không trả lời cho nên nó là bác hai nghĩ rằng có thể là bà nội đi xuống đây uống nước hoặc là có thể bà nội đi toilet thôi lúc đó là do bác hai buồn ngủ quá thành ra bác hai cũng lại đằng mùng để mà chung vô thì khi mà vừa chung vô rồi xong quay lại để tấn mùng á các bạn thì tự nhiên á là bác hai thấy có một cái cánh tay mà cái tay này á là giống như cầm vô trong cái mùng đưa bác hai về để bác hai tấn vậy đó ha thì lúc đó bác hai mới giật mình bác hai mới dòm ra thì bác hai đang ngồi trong mùng thì bác hai nhìn ra thì bác hai thấy có một người đang ngồi ngoài mùng nhưng mà bác hai không thấy được cái mặt bác hai thấy y chang như mẹ của bạn vậy đó là cái người này phủ cái tóc á là che kín cả khuôn mặt luôn xong rồi kê sát vô trong mùng bác hai thì ngồi ở trong mùng người này ngồi ngoài mùng mà cái người này kê sát cái mặt vô ngay chỗ mùng á mới hỏi rằng mới về hả mới về hả mới về hả mà cái giọng nghe rất là ghê thì lúc này bác hai sợ quá ban đầu á là bác hai giống như là ác hậu á các bạn ngồi im ra luôn xong rồi ha cứ thấy cái người đó ngồi ở ngoài rồi ha và bác hai lúc đó mới sực tỉnh rồi bác hai lật đật nằm xuống quay cái lưng lại ôm cái người anh của bạn rồi ráng nằm để mà ngủ nhưng mà thiệt sự có ngủ được đâu cứ chằn chọc hoài nằm nhắm mắt giả bộ giống như là mình không để ý không thấy vậy ha cho tới sáng ngày hôm sau thì bác hai có kể cho nội nghe và khi mà nội nghe thì qua cái diễn tả đó nội nói rằng á là trời ơi vậy là mày thấy giống con tê rồi tê là tên của mẹ bạn là nội nói rằng là chợ vậy là mày thấy giống con tê rồi mà hồi trước đây mày về mày có thấy không thì bác hai nó không từ hồi đó con về con ngủ con cũng ngủ bình thường chứ con đâu thấy đâu sao tự nhiên tối hôm qua con thấy vậy đó má ơi thì lúc đó cả nhà cũng lo dữ lắm các bạn cho tới một hôm hôm đó là tầm khoảng 7 giờ tối thì lúc này bà nội với lại mẹ của bạn đang ngồi ngoài phòng khách để mà xem tivi thì khi mà mẹ đang xem cái tự nhiên á, là mẹ thấy có một người cũng mặc cái bộ dài đó bước ra từ trong cái buồn của mẹ xong rồi còn đứng dòm mẹ đứng dòm nha nhưng mà mẹ không thấy được cái mặt tại vì cái mặt đó là tóc che phủ vậy nè thì lúc đó dòm xong cái quay ra đi ra phía sau bếp thì mẹ thấy rõ ràng mà trong khi bà nội ngồi kế bên mẹ mới hỏi rằng đó là má thấy không má má thấy không má thấy không má nhưng mà bà nội có thấy đâu Bà hoàn toàn không thấy các bạn Thì bà nội á là nói chợ sao kỳ quá Tự nhiên là cứ mình mẹ của bạn thấy Mà mẹ nói rằng nha Mặc dầu cúng nhiều lần Nhưng mà mẹ cứ thấy hoài Thấy hoài riết rồi á là giống như mẹ Sợ quá cái mẹ bị chết á Mà trong khi lúc đó đang mang thai Cái mẹ mệt trong người lắm và khi mà mẹ kể tới đó thì bạn cũng có hỏi rằng là sao mà mẹ thấy hoài vậy sao mà mẹ không về bên ngoại để mà ở đỡ thì mẹ nói rằng chợ hồi đó khó dữ lắm thí dụ như mình đi lấy chồng thì mình về bên nhà chồng tự nhiên bây giờ mình về lại nhà mẹ đẻ của mình cái mình nói ra cái chuyện là do ma nhét mình mà mình về đây mình ở rồi nhiều người người ta không tin cái người ta dị nghị á các bạn nó kỳ dữ lắm hồi xưa thì lễ giáo hơn bây giờ nhiều cho nên nó hả là mẹ không có về mà mẹ cứ ở đó hoài thì cho tới cái lần đó ha ngay cái bữa đó là mấy cái ngày tết thì nhà nội của bạn á là tụ tập nè có hàng xóm nữa rồi mọi người mới tụ tập đánh bài rồi nấu bánh nấu bánh tét rồi đó các bạn thì lúc đó mẹ với lại ba không có ra ngoài mà ba với mẹ là nằm ở trong buồn nằm coi tivi thì lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy rồi mọi người vẫn còn đang ngồi đánh bài ở ngoài rần rần ở ngoài vậy đó ha thì ba của bạn xem tivi mệt quá thì ba mới ngủ ba ngủ trước mẹ cho tới một hồi sau tới tầm khoảng gần 12 giờ thì lúc này mẹ hơi mệt rồi mẹ mệt rồi thành ra là mẹ mới từ 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 mẹ nhắm mắt lại mẹ mới tắt tivi nha mẹ mới nhắm mắt lại mẹ tính là mẹ ngủ luôn nhưng trong cái lúc mà đang thiêu thiêu tự nhiên mẹ nghe tiếng động ở trên cái trần nhà thì mẹ mới mở mắt ra. Tại vì lúc đó là mẹ chưa ngủ hẳn mà các bạn đang thiêu thiêu thôi. Và khi mở mắt ra là mẹ tỉnh rồi. Tỉnh rồi chứ không phải ngủ, không phải là mơ nha. Thì lúc đó ha, mẹ thấy cái cô đó đó là đang bu. Hồi xưa thì nhà xài cái quạt trần đó các bạn. Thì cái cô này nè, đang ôm cái cây quạt trần. Xong rồi khi mà nhìn thấy mẹ ha, bắt đầu cũng mới bò xuống bò xuống bò hả là bò lên trên bấu vô trong cái trần xong rồi bò 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 xuống tường vậy đó xong rồi bò lên trên người của mẹ rồi bắt đầu bóp cổ mẹ mà mẹ nói rằng nha trong khi mấy lần trước á là mình không có thấy được cái mặt cái mặt là che phủ tóc kính cả không thấy được mà bây giờ hôm nay á nó cho thấy mặt luôn mẹ nói rằng cái móng tay rất là dài nó quấu vô trong cổ làm cho cái cổ của mẹ rất là đau và cái mặt của nó đó ha là mẹ nói nó trắng xác à hai cái con mắt nó to giống như là cái chén mà mình ăn mình ăn nước chấm nước mắm nước tương rồi đó các bạn là nó to vậy đó hai cái con mắt nó to vậy đó ha mà cái miệng rộng vịt mà còn tha son đỏ nữa chứ rồi khi mà hả là xuống bớt cổ mẹ còn nghe nghe cái răng ra những cái răng nào răng nấy nó nhọn nghe ra cái kiểu cười cười á thì bóp cổ mẹ mà nó khiến cho ba của bạn á là kế bên không biết nha mặc dầu ba nằm kế bên mà mẹ cố gắng mẹ ú ớ mẹ kêu ba tại vì mẹ không có la làng lên được mà mẹ ú ớ mẹ kêu ba mà ba không hay ho gì hết trơn á rồi á là mẹ một tay mẹ nắm cái tay của nó mẹ kéo ra một tay rồi cứ cứ móc cứ kêu hả cứ cứ kêu kêu ba kế bên vậy nè mà ba vẫn ngủ sai như chết không hay ho gì hết thì lúc đó là mẹ quá trời ngọt thở rồi tự nhiên lúc đó mẹ sáng dạ thì mẹ mới đập mẹ mới cố gắng là mẹ đập hai cái chân xuống giường vậy nè các bạn đập kêu đùng 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 thì lúc này mọi người tuy rằng ở ngoài nhưng mà do lúc này khuya rồi thì vô tình á chú út của bạn á, đang chơi đánh bài cái tự nhiên chú út mới nghe cái gì đùng 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 rồi nghe cái tiếng gì ú ớ cho nên nó là chú út mới nói với lại mọi người rằng đó là ủa sao mà trong phòng bà tê là anh gì mà cái gì đùng 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 rồi ú ớ trong đó vậy ta thì lúc này nói nó Ê chạy vô coi thử thì mọi người mới chạy vô Thì khi mà chạy vô là do ba mẹ ngủ Ba mẹ đóng cửa khóa cửa ở trong Cho nên mọi người đâu vô được đâu Đứng đập cửa Mà mẹ của bạn thì đang bị là nó bóp cổ nó đè trong đây Ba của bạn thì ngủ sai như chết Mọi người thì hả là đập cửa ngoài mà Ba không hay ho gì hết trơn Thì khi mà mọi người kêu hoài Không thấy mà mặc dầu nghe tiếng mẹ đập đùng đùng đùng, đùng trong đây Mẹ ú ớ trong đây á thì lúc đó bác ba của bạn với chú Út của bạn á là mới đập cửa để mà xong cửa vô các bạn bung cái khóa ra thì lúc mà mọi người vô được phòng rồi thì mẹ mới thấy là nó biến mất. Khi mà mọi người vừa ồ vô một cái là ở đây nó biến mất luôn. cho các bạn biết cái cổ của mẹ là do cái móng tay nó nhọn mà các bạn mà mặc dầu mẹ thấy vậy trong khi khi mà mọi người vô có thấy ai đâu nhưng mà cái cổ của mẹ là đỏ hết luôn với lại là có dấu móng tay nó quấu vô cổ vậy đó thì lúc đó mẹ hoảng loạn quá trời rồi trời ơi tại vì thấy cái mặt như vậy rồi bị nó bóp cổ vậy mẹ hoảng loạn ha thì lúc đó bà của bạn mới tỉnh á xong rồi ha là mọi người phải trấn an thì tới tầm khoảng chừng nửa tiếng sau á thì mẹ mới kể lại cho mọi người nghe được thì khi mà mọi người nghe trời ơi ngay cái bữa đó là 28, 29 Tết gì đó là vẫn còn nấu bánh mà Thì mọi người nghe quan mang quá trời, mẹ khóc quá trời khóc luôn Thì bà nội mới kêu rằng đó là thôi con ơi kệ, ai dị nghị kệ bây giờ đó là ngày mai á Kêu ba của bạn á là chở mẹ về bên nhà ngoại đi Bây giờ về anh bển ở đỡ đi rồi á là để vài bữa nữa qua Tết tính Chứ để như vậy là không ổn, từ bữa tới giờ là cứ nhát mẹ hoài rồi thêm một cái chi tiết nữa nha các bạn là kế sát bên nhà của nội bạn á là cái nhà bên đây có một đôi vợ chồng mà ngộ một điều rằng á là hai vợ chồng này á là cứ có con hai đứa liên tục luôn là có con thì trong cái thời gian mang thai á bình thường khỏe mạnh bình thường khi mà đi sinh con vô bệnh viện sinh em bé cũng khỏe mạnh bình thường nhưng mà hãy đưa về nhà là cái nhà kế bên nhà nội nha hãy mà đưa về nhà là tầm khoảng chừng 10 ngày sau tự nhiên em bé nó chết. Rồi xong cái thời gian sau cái họ cũng có thai thêm lần nữa. Xong rồi cũng khỏe mạnh bình thường đi khám bình thường hết nhưng mà khi sanh con ra về cái nhà này ở là tầm khoảng chừng 10 ngày sau là em bé chết. Hai đứa liên tục như vậy là trong khoảng thời gian đó nha các bạn. Trở về bên nhà của bạn á thì sau khi mà ba đưa mẹ về bên ngoại á thì bác ba của bạn á là có một người bạn cái chú đó là người hoa các bạn thì khi mà nghe cái câu chuyện của gia đình bạn á thì chú đó hỏi rằng á là trong nhà bộ không ai thấy hết trơn hả thì mọi người nói rằng á là trong nhà không ai thấy cả mà chỉ có mẹ của bạn là bị nặng như vậy còn bác hai gái của bạn á là về là bị thấy lần đó thôi là chỉ hai người thấy thôi còn ngoài ra là không ai thấy hết thì chú này rất là tin tâm linh cho nên nó là qua cái sự quen biết của chú á, là chú đã đi lên Long Hải đi xuống Long Hải các bạn mới mời thầy lúc đó là chú này mời được á, là 12 vị sư thầy nha 12 vị sư thầy chứ không phải là thầy Pháp nha các bạn thì sau đó đó là các vị này đến nhà đến nhà của nội bạn mà lúc đó hả chợ trong hẻm á, người ta hả lợi coi quá trời luôn thì tổng cộng là 12 vị sư thầy tới khi mà sư vừa bước vô thì có một sư nhìn nó là giống như đường tăng vậy đó các bạn mặc á là áo cà sa có cây tích trượng nữa xong rồi á là sư mới bước vô xong cái sư mới nói rằng nè bây giờ á là mời cái cô tuổi ngọ là mẹ đó với lại mời cô tuổi dần mà chặt mặt dầu trong nhà của bạn chưa ai nói hết mà sư mới nói vậy đó là bây giờ mời cô tuổi ngọ với lại mời cô tuổi dần á là rời nhà. Lúc này có mẹ, có bác hai của bạn ở đó luôn. Thì sư kêu rằng đó là mời ra khỏi nhà, đi đâu trong vòng vài ngày đi rồi hãy quay về. Chứ mắc công á là ở đây không có nên. Thì khi mà hả sư nói vậy thì mẹ với bác hai gái của bạn bắt buộc phải rời đi. Sau đó mới biết rằng là do tuổi mẹ với lại tuổi bác hai gái là hợp với lại con quỷ nữ kia. Cho nên nó là sư mới kêu hai người là rời đi chỗ khác. Thì sau khi mà mẹ với lại bác hai rời đi rồi ha. Thì 12 vị sư thầy này là bắt đầu mới ngồi tụng kinh các bạn. Tụng liên tục một ngày. Sau một ngày thì có 11 vị sư là về. Còn một vị sư ở lại Vị sư ở lại là cái người mà lớn tuổi nhất nha các bạn Thì vị sư này nói với nội rằng là xin ở lại thêm một ngày Để mà ngồi thiền, để mà giao tiếp với lại quỷ nữ đó Thì nội kể rằng là sau đó ha là vị sư này ngồi một ngày, một đêm Không ăn uống gì cả Nhưng mà sư vẫn hồng hào bình thường nha các bạn Ngồi một ngày, một đêm Mọi người không thấy sư nói chuyện hết Chỉ thấy ngồi ngồi thiền vậy thôi thì sau khi mà ngồi thiền xong rồi ha thì sư mới nói chuyện với nội sư nói rằng á là cái cô này nè cô chết lâu lắm rồi hồi xưa cái chỗ nhà của nội bạn có rất là nhiều người chết vào năm mậu thân năm 1968 á, là nhiều người chết tại đây dữ lắm mà cái cô này là nữ sinh cổ hả do tới lúc á, cổ thành quỷ á. bây giờ cổ thành quỷ cho nên nó là cổ hại người cổ hợp với lại tuổi của mẹ và hợp với lại tuổi của bác hai gái cho nên đó là hay ghẹo nhưng mà cổ ghét mẹ của bạn dữ lắm là tại vì cái buồn của mẹ cái chỗ mẹ nằm á là ngay cái đầu của cổ còn cái các bạn tưởng tượng thí dụ như cái thân hình của cổ đi ha thì từ cái phần bụng chở xuống chân á là nằm bên cái nhà hàng xóm bên đây còn cái phần bụng trở lên đầu á là ngay chỗ mẹ của bạn nằm. Cho nên cái cô này rất là ghét mẹ. Thành ra là hay nhát hay gẹo mẹ như vậy. Mà cổ nói là do cổ chết lâu rồi không có được ai cúng kiến thành ra là cứ lang thang đói khát. Rồi là thành quỷ như vậy thì sư đã khuyên cổ rằng là thôi bây giờ lên chùa để mà mỗi ngày là được nghe kinh Phật để mau siêu thoát thì cổ đã đồng ý rồi. Thì sau đó đó là sư mới rời đi Không ăn các bạc nào cả nha các bạn Thì từ đó về sau Mẹ của bạn về ở đây là hoàn toàn không có thấy gì nữa hết Và kể cả bên cái nhà sớm xóm Mặc dầu là không có liên quan với bên mình Nhưng mà bị cái phần bụng xuống chân á Là phần bụng xuống chân của cô này là nằm bên phía nhà sớm xóm á Cho nên đó là cứ hễ mà đẻ em bé ra là cô này bóp cổ chết là bớt cổ chết hai bé đó các bạn rồi sau khi mà sư đã đem vong cô này đi chùa lên chùa rồi ha thì từ đó là gia đình này người ta sinh cái đứa con thứ ba trở đi thì hoàn toàn bình thường khỏe mạnh bây giờ đã lớn rồi thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua sau này á thì nhà nội của bạn đã bán cái căn nhà này để mà mua cái căn nhà khác dọn đi rồi các bạn thì đây là câu chuyện nghe thấy ghê các bạn ha nghe nó kinh dị các bạn ha thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đà Lạt, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á thì bạn kể rằng á là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó. Lúc đó là bạn chỉ mới học lớp 8 thôi. Hiện tại bây giờ thì bạn đã lớn, đã đi làm rồi các bạn bạn kể rằng á là do hồi xưa ba mẹ của bạn khi mà ở với nhau hai người không có hợp nhau hai người cứ gây lộn rồi á là mâu thuẫn suốt luôn cho nên cuối cùng ba mẹ đã quyết định ly hôn sau khi mà ly hôn rồi mẹ của bạn mới đi làm ăn xa Cho nên bạn không có ở chung với mẹ mà bạn ở cùng với ba bạn Hai cha con ở chung với nhau cũng bình thường không có vấn đề gì cả Cho tới năm mà bạn học lớp 8 thì lúc này ba của bạn mới quen với lại một người phụ nữ khác mà cái người này là hồi trước đây cũng có chồng Nhưng mà chồng của cái cô này là do bị bệnh cho nên mới qua đời thì khi mà chồng cô ấy qua đời Cổ cũng có thờ chồng đàng hoàng các bạn Sau khi mà quen với ba rồi á Thì ba mới kêu cổ là thôi bây giờ dọn về sống chung với nhau Thì cổ cũng dọn về nhà của bạn để mà ở Rồi cổ cũng đem luôn nguyên cái bàn thờ của chồng cô ấy Đem về nhà của bạn để mà thờ luôn Thì sau đó cũng bình thường không có vấn đề gì cả Nhưng sau một thời gian á Thì ba với cô này á là ở không hợp nhau hai người á là bắt đầu gây lộn rồi đánh lộn với nhau cho nên cuối cùng hai người chia tay thì khi mà chia tay cái cô này mới dọn đi rồi cũng đem cái bàn thờ của chồng cô ấy đem đi các bạn nhưng mà từ sau khi mà cái cô này đi rồi thì bắt đầu trong nhà của bạn có những cái hiện tượng rất là lạ do bản thân của bạn với lại những người bạn thân của bạn đã trải qua mà bạn kể rằng á, là bạn đã ở trong nhà đó là từ hồi cái lúc bạn đẻ cho tới lúc mà bạn lớn luôn là chưa bao giờ gặp điều gì chưa bao giờ bị cái gì cả nhưng mà từ sau khi mà cái cô này cũng đi rồi á ha thì bắt đầu á, là có chuyện bạn kể rằng bạn có cái phòng riêng và bạn ở ngủ trong phòng riêng là từ nào giờ trong phòng á, là có khóa ở trong đàng hoàng luôn thì cái đêm đó bạn đang ngủ rất là ngon đang ngủ ngon tự nhiên bạn cảm giác giống như là có ai mà cầm cái muỗng á các bạn gõ vô đầu bạn một cái cốt một cái thì lúc này do là quá đau cho nên bạn mới giật mình thức dậy khi mà bạn giật mình thức dậy bạn ngồi bật dậy dòm giáo giác gì vậy trời gì vậy đang ngủ mà tự nhiên bị ai gõ ai đánh vậy thì hết hồn nhưng mà khi mà dòm á thì bạn không thấy ai cả mà cái cửa thì vẫn khóa trong bình thường là đâu ai vô đâu rồi cái đầu của bạn thì nó đau nha, cái chỗ đó đó là như có một cái cục nó u lên luôn vậy đó, nó đau vô cùng đau. Thì bạn nói trời sao đau quá, đau quá vậy đó ha. Ngồi ngồi ăn hồi xong cũng nằm xuống ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn có kể lại cho ba nghe, nhưng mà ba của bạn nói rằng do là nhiều khi bạn ngủ cái bạn mớ á cho nên nó là nhiều khi bạn tròi lên đó các bạn thì cái lúc mà bạn tròi lên đó là cái đầu của bạn đụng vô trong cái thành giường thành ra mới khiến cho bạn đau như vậy. Thì khi mà ba nói thì bạn thấy rằng cũng có lý. Thành ra là bạn cũng không có sợ nữa. Nhưng mà bắt đầu nha là từ đó về sau bạn cứ liên tục á, bị bóng đè. Hoặc là nhiều khi bạn ngủ mà bạn nằm nghiêng á, cái lỗ tai của bạn nó áp xuống gói á, là bạn cứ nghe cái tiếng khóc ai cứ khóc hức 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 mà giọng tiếng khóc này là nữ nữ nha các bạn mình nghe tiếng khóc mình biết đó là nữ mà có thể nằm ngửa hoặc là ngồi dậy thì không nghe mà cứ thể là áp cái tay xuống gói lại nghe nó rất là lạ như vậy rồi liên tục bị bóng đè mà kể cho ba thì ba lại không tin ba nói rằng nó là do con tưởng tượng do con nằm mơ thôi bạn nói rất là nhiều lần nhưng mà ba của bạn không tin bạn thì nhiều khi là cái công việc của ba lúc á thì ba làm ban ngày lúc á thì làm ca đêm cho nên đó là khi mà ba đi làm ca đêm bạn ở nhà mình thì bạn sợ thành ra bạn hay rủ mấy đứa bạn thân của bạn qua để mà ngủ chung với bạn để mà bớt sợ rồi sáng hôm sau sẽ đi học chung luôn thì thông thường là như vậy tụi nó qua ngủ cũng bình thường nhưng mà sau cái lần mà cái cô này dọn đi đem bằng thờ đi rồi ha thì có lần đó ba của bạn đi làm đêm thì bạn lại tiếp tục rủ nhỏ bạn thân qua ha thì nó qua. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn dậy bạn thấy nó ngồi khóc. Thì bạn mới hỏi rằng ủa, mắc gì mày ngồi mày khóc sao vậy? Sao mà không ngủ mà lại ngồi khóc? Có chuyện gì? Thì nó mới nói rằng á nó là trời ghê quá mẹ ơi. Tối hôm qua tao đang ngủ tự nhiên tao thấy có bà đó mà đầu tóc bả thì bù xù, quần áo thì rách rưới mà bả nhào vô bả bóp cổ tao. Bả đè tao quá trời luôn mà tao kêu mày không nghe rồi tao giật mình á thì do tao sợ quá cho nên á là tao mới đợi mày dậy để kể mày nghe thì đó nó kể lại cho bạn nghe vậy nó nói rằng mai mốt tao không dám qua nhà mày ngủ nữa đâu thấy ghê quá thấy ghê quá thì bạn cũng đem cái chuyện này để mà kể cho ba mình nghe nhưng mà ba của bạn cũng không tin luôn không tin luôn các bạn rồi mấy lần sau khi mà ba đi làm đêm á là bạn lại tiếp tục rủ nó qua mà nó không chịu qua cho nên bạn lại rủ đứa khác thì đứa khác hồi trước đây nó cũng ngủ chung với bạn không thấy gì hết thì nhỏ này khi mà qua ngủ cái lần này nó lại thấy và nó thấy giống như cái con nhỏ kia thấy vậy đó là nó thấy một người đàn bà đầu tóc thì bù xù quần áo thì rách rưới mà cầm trên tay cái chén cái tô quá các bạn rồi xin nó ê nhỏ kia có gì ăn không cho tao ăn tao đói quá có gì ăn không cho tao ăn tao đói quá là xin ăn như vậy thì nhỏ đó sau đó là nó sợ nó cũng không dám qua ngủ chung với bạn luôn thì bạn kể rằng là bạn đã nhiều lần nói cho ba nghe nhưng mà ba không tin thì tới một lần đó xảy ra một cái chuyện mà cái chuyện này á khiến cho bạn tới tận bây giờ vẫn còn bận lòng bạn cứ hả là thắc mắc hoài và bạn cũng hỏi thi mà thiệt tình với các bạn rằng á là khi mà bạn hỏi thi thi đọc á thi cũng không biết trả lời bạn sao để để thi kể ra đây để mà mọi người mình cùng phân tích ha thì bạn kể rằng cái lần đó đó là bạn đang ngủ thì bạn mới bị bóng đè xong rồi nghe tiếng khóc cho nên nó là bạn mới sợ quá mà hôm đó thì ba là ở nhà ba ngủ bên phòng bên kia thì lúc đó bạn sợ quá rồi thì bạn mới không có dám ngủ bên phòng của mình thành ra bạn mới chạy qua bên phòng của ba bạn kêu ba mới mở cửa hỏi gì con thì bạn mới nói rằng á là ba ơi ba con sợ quá con sợ quá con bị ma đè con cứ nghe tiếng khóc ba cho con ngủ chung đi thì ba cũng la nó con sao á nhiều khi con nằm mơ thôi nhưng mà bạn vẫn nhất quyết rằng ba cho con ngủ chung với ba đi thì lúc này ba của bạn cũng cho xong rồi là bạn cũng vô phòng ba rồi leo lên giường nằm kế ba luôn do là có ba mình bên cạnh mình cảm thấy được che chở cho nên khi mà bạn nằm á là bạn vô giấc rất là lẹ luôn thì cái lúc mà bạn ngủ rồi á thì tự nhiên á là bạn có một cái cảm giác giống như là có ai mò vô trong ngực của mình mà lúc này bạn học lớp 8 thì bạn cũng đã lớn đã có ngực là cái tướng cũng đã phỏng phao rồi các bạn dậy thì rồi thì bạn nói rằng trong cái lúc em ngủ thì tự nhiên em cảm giác như có người mò vô trong cái phần ngực cho nên nó là em mới giật mình và khi em giật mình thì em mới nhận ra rằng đó là ba ba đang mò vô trong phần ngực của bạn xong rồi ba còn mò xuống dưới phần phụ của bạn nữa thì lúc này bạn mới hết hồn bạn mới kéo cái tay bạn tại vì ba thọt vô trong cái quần luôn thì lúc đó là bạn mới hết hồn bạn mới kéo cái tay ba bạn, bạn giật ra vậy nè thì bạn mới la lên mà hỏi rằng ba làm gì vậy ba làm gì vậy xong bạn mới chạy về phòng thì khi mà bạn chạy về phòng á, bạn mới suy nghĩ rất là nhiều, bạn sợ dữ lắm, bạn khóa cửa kỹ, bạn nghĩ rằng trời sao ba mình kỳ vậy, mình là con ruột của ba mà, tại sao ba lại làm gì kỳ cục vậy, hồi nào giờ là ba đâu có vậy đâu, sao mà hôm nay ba lại làm hả? kỳ cục như vậy thì bạn rất là sợ, các bạn hiểu cái cảm giác mà, trời sợ vô cùng sợ luôn. xong rồi cho tới sáng ngày hôm sau khi mà ba của bạn gặp bạn á, thì ba mới cái kiểu giống như là ba cũng mắc cỡ á các bạn rồi ba cũng không dám nhìn thẳng vô mặt của bạn rồi hả là hai cha con á là cũng không có ngại không hả là không có tiếp xúc với nhau ngại tiếp xúc với nhau nhưng mà sau đó thì ba không có làm những cái hành động như vậy với bạn nữa nhưng mà tới bây giờ bạn vẫn hả là phân vân vô cùng luôn thì mình, mình kể tiếp ha thì bạn kể rằng á là sau cái lần đó đó ha từ 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 qua một thời gian sau rồi á thì ba cũng bình thường lại Cũng nói chuyện với bạn bình thường Bạn cũng nói chuyện với ba bình thường Nhưng mà trong lòng của bạn cũng gợn sóng nha Thiện lần đó là ba của bạn mới đi làm đêm Xong cái bạn mới rủ mấy đứa bạn qua ngủ chung Nhưng mà do tụi nó sợ Cho nên nó là tụi nó không có qua ngủ chung với bạn Tụi nó không chịu Thì bạn mới hả là nói với lại cái bàn sớm kế bên nhà của bạn Thì bạn này lớn tuổi rồi cỡ như tuổi bà nội bà ngoại của bạn luôn rồi thì bạn mới nói với bà rằng bà ơi bây giờ tối nay ba con đi làm đêm mà con ngủ nhàn mình con sợ lắm có gì bà qua ngủ chung với con thì bà rất là thương bạn cho nên bà đồng ý tối hôm đó bà qua ngủ chung với bạn ha khi mà bà ngủ bà nằm mơ sáng ngày hôm sau bà mới kể cho bạn nghe bà nói rằng là tối hôm qua tao ngủ mà tao nằm mơ mà biết tao thấy gì không thì bạn hỏi bà thấy gì thì bà nói rằng là tao thấy cái thằng chồng trước của dì ghẻ mày thì lúc đó bạn mới suy nghĩ ủa chồng trước của dì ghẻ là ai cái bạn mới nói thì chồng trước của dì gã mày là cái người phụ nữ mà ba của bạn quen xong rồi á là về nhà ở mà còn đem cái bàn thờ qua đó các bạn rồi khi dọn đi thì cũng đem bàn thờ đi cái bạn nó ủa là sao cái bạn mới nói rằng á là trời ơi tao thấy thằng đó nó bước vô nó mới nói với tao rằng á là gì ơi gì gì có biết vợ con hiện tại đang ở đâu không dì có biết hiện tại vợ con đang ở đâu không tự nhiên á là vợ con nó đem con lại đây xong rồi giờ nó đi nó bỏ con ở đây à mà giờ con không biết nó đang ở đâu con cứ ở đây bữa giờ dì ơi dì làm ơn dì kêu vợ con đến đây rước con đi hoặc là chỉ chỗ vợ con đang ở để con đi lại đó rồi sau đó là bà này mới giật mình thức dậy xong rồi mới kể cho bạn nghe thì lúc này bạn mới ngỡ ngàng ra bạn nghĩ đúng rồi từ cái lúc mà dì này dọn đi rồi thì những cái hiện tượng trong nhà mới có chứ hồi trước đó đâu có mấy đứa bạn của bạn qua ngủ hoài có đứa nào thấy đâu rồi bạn cũng ngủ ngon vô cùng đâu bao giờ mà bị đè hay là nghe tiếng khóc hay là bị đánh lên đầu kiểu vậy đâu là từ sau khi dì này đi mới bị trời ơi không lẽ là ổng làm mà thí dụ như nếu ổng làm á thì tại sao bạn của mình á là nhìn thấy đàn bà chứ đâu phải đàn ông tại ổng đàn ông mà tự nhiên bạn của mình nó là hai đứa đều thấy đàn bà đầu tóc bù xù còn bản thân mình nó thì mình lại không thấy nhưng mà có điều mình nghe cái tiếng khóc đó là tiếng khóc đàn bà mà Chời ơi, không lẽ là trong nhà mình có hai dông một dông đàn ông một dông đàn bà thì bạn rất là thắc mắc luôn xong rồi bạn mới đem cái chuyện đó bạn mới kể cho ba nghe nhưng mà ba của bạn thiệt tình thi rất là tức cái người này không tin các bạn ba bạn không tin thì do bạn cũng lớn rồi mình nói hoài ba không tin Thì mình tức dữ lắm Cho nên bạn đã tìm tới cái người gì Bạn cũng hỏi nhiều người khác Thì tìm tới cái gì đó đó Mới kể cho gì đó nghe nói gì ơi gì Hôm trước đó là bạn sớm của con á Bà qua bà ngủ Thì bà thấy chồng gì nói vậy á Không mấy giờ gì lại gì Làm lễ rước hả là Chồng cũ của gì về đi Chứ giờ đó là đang ở nhà con á Thì gì này không tin Vậy nào không tin các bạn xong các bạn cũng về nhưng mà từ sau khi mà bạn gặp cái gì này để nói thì từ đó về sau là bạn hả, hết luôn không có còn nghe tiếng khóc hay là không có còn bị bóng đè nữa và kể cả khi mà năn nỉ mấy đứa bạn qua ngủ chung á tụi nó cũng bấm bụng qua ngủ chung với bạn thì tụi nó cũng không thấy nữa là giống như là dứt luôn á các bạn giống như ổng đã đi theo bạn để mà đi về bên nhà của vợ ổng vậy đó cái kiểu như vậy đó thì bạn hỏi thi rằng á là chị thi ơi có phải là khi mà ba em làm những cái hành động vậy với em mới là do cái ông này nhập vô hay không? Mà khi mà nhập vô thì ba em mới làm vậy chứ nào giờ ba em đâu có vậy đâu? Có phải là do ba em bị ma nhập hay là ba em có cái ý đồ xấu với em hay không? Đó là cái câu hỏi mà bạn hỏi thi mà thiệt tình thi không biết trả lời sao? Với lại một cái câu hỏi thứ hai là tại sao là bạn bè của bạn và bạn nghe tiếng khóc là đàn bà? bạn bè của bạn thấy là đàn bà nhưng mà bà hàng xóm lại thấy là đàn ông là chồng của cái gì người gì ghẻ đó là tại sao thiệt tình không biết làm sao luôn mà thi nghĩ có thể là à, cái ông này ổng nhiều khi ma mà các bạn cho nên đó là người ta cũng biến quá nhiều lúc người ta giả thành người này người kia hoặc là người ta giả thành người thân của mình được luôn mà cho nên có thể là do ổng hả là biến ra À, chứ hả thí dụ như nếu mà trong nhà bạn mà à, có hai vong đi thì khi mà ông kia không thó tồn tại trong nhà nữa thì sao này bạn cũng sẽ bị thấy cái bà đó hoặc là nghe tiếng khóc của bà đó chứ nhưng mà sau khi mà bạn gặp cái người gì kia rồi thì bạn không thấy nữa không bị gì nữa các bạn thì có phải vậy không theo các bạn thì các bạn thấy sao còn riêng thi thì cái câu hỏi về ba của bạn thi Thiệt tình không biết trả lời sao nhưng mà khi thi đọc cái chuyện này của bạn á thì thi có nhớ lại một cái chuyện mà do mẹ thi kể cho thi nghe lâu lắm rồi cái thời điểm đó là thi cũng đã lớn cũng mười mấy tuổi rồi các bạn cũng vậy thì 15 16 tuổi rồi thì cái câu chuyện này á là mẹ kể nó cũng không phải là chuyện ma gì cả mẹ thì kể rằng á là hồi xưa ở dưới quê của mẹ là có một cái ông Ông này thì có vợ Rồi vợ ổng mới sinh ra một đứa con gái Nhưng sau đó là vợ ông này mất đi Mới để lại đứa con gái cho ổng nuôi Thì ổng rất là thương con Ông này là ổng có một cái ghe mà dạng giống như là Sinh sống ở trên ghe mà không phải là cái ghe xuồng nhỏ nha các bạn Mà cái ghe cũng lớn á Thì ông này là ổng hay đi ra ngoài biển để mà đánh cá hoặc là đi ra ngoài mấy cái sông lớn lớn là ở ngoài đó để mà đánh cá rồi cứ 2-3 ngày thì ông mới vô đất liền để mà bán cá một lần Thì ông này ông nuôi đứa con này nha Là nuôi từ nhỏ cho tới khi mà nó lớn luôn Nó tới năm 15-16 tuổi thì đã trổ mã Là ra đứa con gái hả là thiếu nữ rồi Thì cái lần đó ông vô, ông vô thì mọi người thấy ông rất là ốm ốm lắm cho nên nó là mọi người mới hỏi nhưng mà ông không nói ổng nó nói thì lần đó ổng nhậu ổng nhậu thì mọi người hỏi nữa thì ổng kể ổng nói rằng đó là à, cái lúc mà ở ngoài sông lớn vậy đó thì chỉ có hai cha con thôi mà cái ông này thì nào giờ ổng không có lấy vợ khác chỉ là một mình nuôi con tần tảo nuôi con gà trống nuôi con vậy thì cái hôm đó đó là ổng mới thức nửa đêm thì ổng thấy con gáo nằm ngủ thì tự nhiên ổng lại nổi cái giống như là đàn ông mà lâu ngày mà không có hả, gặp gỡ phụ nữ các bạn cho nên nó là giống như là ổng ham muốn á thì lúc đó là ổng thấy con gái mình nằm ngủ tự nhiên lại có lòng với con mình muốn đè con mình ra để mà hiếp cho nên nó là ổng hả tự nhiên nổi cái lòng đó giống như là quỷ nhập vậy đó thì ổng đã quyết định á là ổng lấy dao á các bạn để mà tự cắt của mình đi để mà cho bỏ cái ý định mà muốn xâm hại con mình đi thì khi mà mọi người nghe người ta nói trời ơi sao mà ông lại thương con tới như vậy thì ông nói bây giờ chỉ có cách vậy thôi tại vì ông không có muốn lấy vợ khác rồi á là ở chung với đứa con gái nó càng lúc nó càng lớn như vậy thì cứ phỏng phao trước mặt vậy đó thì nhiều khi mình có những cái ý nghĩ không có tốt thì ông đã tự cắt luôn cái củ quý của mình để mà không có xâm hại con mình thì đó là cái chuyện mà Mẹ của Thi đã kể cho Thi nghe rất là lâu, mà tự nhiên khi mà Thi đọc cái chuyện này của bạn á, thì tự nhiên Thi lại nhớ lại cái câu chuyện đó. Mặc dầu là nó cũng uh, không có liên quan gì tới chuyện ma, nhưng mà Thi muốn kể cho các bạn nghe là tại vì nhiều khi á là uh, nhiều khi là cha đi chăng nữa, nhưng mà có lúc đó là do không có vợ hoặc là không có cái cái gì để mà giải tỏa đó thì cũng có thể là sẽ có những cái ý nghĩ xấu với con mình. Nhưng mà tùy theo cái cái tinh thần của mọi người. Tùy theo cái tinh thần của mỗi người Và có ai kiềm chế được không Còn các bạn thấy nhiều khi bây giờ Trời ơi thú tính nổi lên một cái Là không có kiềm chế Mặc dù đó là con, là cháu mình chẳng hạn Mà không có kiềm chế được Thì đó là tùy theo quan điểm Thì thôi thì kể vậy đó Thì các bạn thử phân tích cái chuyện của bạn Coi coi ba của bạn có phải là do bị vong nhập Hay là ba của bạn là có ý với bạn hay không Bạn hỏi thi mà Thiệt tình thiếu biết trả lời sao thì đó là cái câu chuyện đầu tiên tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này là do bạn trải qua cách đây là cũng mới đây bạn kể rằng là sau khi mà bạn học xong xuôi rồi thì bạn mới ra hà nội bạn làm thì lúc mà ra hà nội làm thời gian thì bạn có người yêu anh người yêu của bạn là người hàn quốc cái anh này là có thuê một cái căn nhà căn nhà này là ở phía sau công viên cầu giấy hà nội các bạn thì khi mà ảnh thuê căn nhà này á, thì lâu lâu bạn cũng có tới chơi Nhà này á, là cũng rộng rãi gồm có một trệt và hai cái tầng lầu ở trên Cái phòng của ảnh thì nằm ở trên tầng 2 nha các bạn thì cái lần đó đó là anh này có rủ thêm mấy người bạn của ảnh để mà qua nhà nhậu chơi Thì lúc đó là cũng có bạn nữa, mấy người bạn của anh này cũng là người Hàn Quốc Mà bạn thì bạn cũng không có rành tiếng Hàn Quốc lắm, anh này nói chuyện với bạn bằng tiếng Việt nha thì hôm đó, đó là sau khi mà mọi người ăn uống á thì bạn á là bạn cũng ngồi đó bạn ăn bạn uống cũng chả có bao nhiêu cũng không có đủ cho bạn xỉnh đâu thì bạn kể rằng đó là lúc đó cũng khuya rồi cho nên bạn mệt thì ảnh mới kêu rằng đó là thôi em đi lên lầu em ngủ đi để tụi anh ngồi đây tụi anh uống tiếp vậy đó mấy người này chưa muốn nghỉ thì lúc đó là bạn mới lên trên phòng bạn mới nằm thì bạn kể rằng khi mà bạn lên bạn nằm á đang ngủ vậy đó cái tự nhiên á, là bạn nghe tiếng động thì bạn mới giật mình bạn mở mắt khi mà bạn mở mắt á, thì bạn thấy rõ ràng nha là có hai người một người nam và một người nữ cái người nam á, thì ốm nhôm ốm nhách à còn cái người nữ á, thì mập ơi là mập luôn mà hai người này mình nhìn là mình biết quỷ liền luôn ở trần chuồng các bạn hai người trần trùn nha mà cái gương mặt rất là dữ đang đứng dòm bạn và khi mà thấy bạn mở mắt ra nhìn á thì cái 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 người nam á ổng mới cầm mà trên tay của ổng á là bạn thấy có cầm một cái cái cây búa ổng mới xông lại bạn vậy nè xông 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 lại tính là bữa vô trong cái đầu của bạn trời ơi cái lúc đó bạn quảng hốt bạn ngồi bật dậy thì khi mà bạn ngồi bật dậy bạn không thấy nữa thì lúc này bạn nghĩ trời ơi cái gì vậy trời sao tự nhiên mình thấy cái gì vậy trời mà lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là do mình có uống mà Cho nên nó là mình xỉn rồi mình thấy bậy thấy bạ Thì bạn nghĩ vậy Thành ra là bạn nói trời ơi không lẽ là Mình uống vô mình xỉn rồi mình thấy bậy hả ta Thôi cái cố gắng ngồi đó cho bình tĩnh Xong cái nằm xuống Thì khi nằm xuống nha mới thiêu thiêu lại tiếp tục thấy nữa lại tiếp tục nhìn thấy hai người đó nữa một người nam một người nữ một người mập một người ốm và cái ông đó rất là hung dữ luôn cầm cây búa trên tay mà lại để mà tính gõ vô đầu bạn thì sau đó bạn sợ quá tại vì cái lần này á là trong khi bạn chưa hề ngủ mới thiêu thiêu nghe lịch cập lịch cập thì bạn dậy thì bạn thấy như vậy cho nên đó là bạn sợ bạn xuống dưới bạn ngồi luôn rồi á là bạn kể cho bồ bạn nghe nhưng mà do là À, giống như là không biết diễn tả cái câu chuyện sao cho anh hiểu á, cho nên nó hả là bạn kể thì có vẻ anh không hiểu, thành ra là bạn cũng không kể nữa. thì đây là cái câu chuyện mà bạn trải qua ở trong nhà mà của anh người yêu của bạn thuê. Thì đó là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay Thì đã kể xong tập 1261 rồi các bạn Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1262 Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha à, thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay Chúc các bạn tối nay ngủ ngon Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài Thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào